Bệnh viện Quân y 175 đang điều trị cho hai ngư dân Bùi Văn Đô, 74 tuổi và Nguyễn Ngọc Ngãi, 40 tuổi, quê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị tai nạn lao động trong quá trình đánh bắt cá trên biển. Cả hai đều bị chấn thương sọ não, trong đó bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngãi đang hôn mê sâu, tiên lượng khả năng cứu sống là rất dè dặt. Theo thông tin từ phía bệnh viện, hai ngư dân Bùi Văn Đô và Nguyễn Ngọc Ngãi đang đánh bắt cá trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ gặp nạn khiến cả hai bị chấn thương sọ não. Nhận được thông tin, ekip bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã di chuyển xuống Vũng Tàu để bay ra Trường Sa cấp cứu cho hai bệnh nhân trên. Lúc 3 giờ sáng ngày hôm nay, tổ cấp cứu cùng với trực thăng bay ra đảo Phan Vinh và tới nơi vào lúc 6 giờ sáng. Sau khi hồi sức cấp cứu cho hai nạn nhân, các bác sĩ đã nhận thấy tình trạng của bệnh nhân rất nặng nên khoảng 9 giờ cùng ngày, cả hai được đưa lên máy bay, di chuyển về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị. Bác sĩ cho biết, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân Ngãi bị đa chấn thương với chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương gò má trái, vỡ nền sọ trước, gãy xương thái dương trái. Đặc biệt, bệnh nhân này còn bị máu tụ dưới màng cứng, dập não, xuất huyết não thái dương trái, phù não do lan tỏa hai bán cầu. Còn bệnh nhân Đô bị chấn thương sọ não nhưng vẫn tỉnh táo, tiếp xúc được. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị theo dõi và điều trị nội khoa. Kéo cho nó căng đó. Anh chú ý cái đầu. Bây giờ ai kéo cán nào? Ai kéo cán? Ai kéo cán nào? Anh. Không gửi được hình. Thank you.